Cô chào các em. Sau đây, cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận số 4, trang 117, sách giáo khoa sinh học 9. Đề bài như sau. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 40.4. Bảng 40.4, cấu trúc và chức năng của ADN, ARN và protein. Như các em đã biết, đây là một câu hỏi thuộc nội dung kiến thức của chương 3, ADN và gen, mà các em đã được học trong chương trình sinh học 9. Vậy để trả lời câu hỏi này, các em hãy nghiên cứu lại nội dung kiến thức của bài 15, ADN trang 45, bài 17, mối quan hệ giữa gen và ARN trang 51 và bài 18, protein trang 54. Cô cùng với các em sẽ đi vào lời giải chi tiết cho câu hỏi này. Bảng 40.4 cấu trúc và chức năng của ADN, ARN và protein. Đầu tiên là với phân tử ADN, về cấu trúc là một chuỗi sắn kép gồm 4 loại nucleotide A, T, G, X. Về chức năng của ADN, đó là lưu giữ thông tin di truyền và truyền đạt thông tin di truyền. Đối với ARN, về cấu trúc là một chuỗi xoắn đơn bao gồm 4 loại nucleotide là A, U, G, X. Chức năng của ARN đó là truyền đạt thông tin di truyền với loại mRNA. Chức năng thứ hai, vận chuyển axit amin do tRNA đảm nhiệm. Chức năng thứ ba, tham gia vào cấu trúc của ribosome do rRNA đảm nhiệm. Với protein, về cấu trúc là một hay nhiều chuỗi axit amin. Trong đó có 20 loại axit amin. Về chức năng, protein có những chức năng sau: cấu trúc bộ phận của tế bào, là enzyme xúc tác quá trình trao đổi chất, là hormone điều hòa quá trình trao đổi chất và có vai trò vận chuyển cung cấp năng lượng. Như vậy, cô cùng với các em đã trả lời xong câu hỏi thảo luận số 4, trang 117, sách giáo khoa sinh học 9. Cảm ơn tất cả các em.